Sáng ngày 1 tháng 12, tại hội trường cơ quan huyện ủy Thủy Nguyên, Hội nông dân thành phố tổ chức hội nghị giao ban công tác hội và phong trào nông dân khối huyện quận năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Văn Tường, Phó Chủ tịch Hội nông dân thành phố, đồng chí Nguyễn Hồng Hưng, Phó Chủ tịch Hội nông dân thành phố, đồng chí Nguyễn Thành Lung, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, lãnh đạo Hội nông dân huyện Thủy Nguyên cụm trưởng thi đua khối huyện quận năm 2023 cùng đại diện lãnh đạo hội nông dân các quận huyện trên địa bàn thành phố. Phát biểu chào mừng tại hội nghị giao ban, đồng chí Nguyễn Thành Lung, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thủy Nguyên đã thông tin nhanh những kết quả nổi bật của huyện trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và xây dựng nông thôn mới, đánh giá cao vai trò của các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của huyện. Năm 2023, bám sát chủ đề năm của Ban chấp hành Hội nông dân thành phố, sự chỉ đạo của Trung ương Hội nông dân Việt Nam, Thành ủy Hải Phòng và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, các chỉ tiêu thi đua công tác hội và phong trào nông dân đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra với nhiều kết quả nổi bật. Công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, triển khai tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc biệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, Công tác tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề, vận động tăng trưởng quỹ hỗ trợ nông dân, kinh phí xây sửa nhà máy ấm nông dân, tích cực phối hợp với các ngành thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Công tác tập hợp thu hút hội viên, thu nộp hội phí, xây dựng quỹ đã được các cấp hội chú trọng và đi vào nền nếp. Hoạt động khai thác các nguồn vốn có hiệu quả, giúp hội viên phát triển kinh tế. Các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng mô hình điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt. Tập trung cao công tác tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án trọng điểm của thành phố và các quận huyện. Tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực để chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập hội và chào mừng đại hội đại biểu Hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Với những nỗ lực quyết tâm cao, Hội nông dân các huyện, quận đã hoàn thành cơ bản toàn diện các chỉ tiêu thi đua năm 2023, nhiều chỉ tiêu hoàn thành ở mức cao tiêu biểu như các quận huyện Hải An, Kiến Thụy, Thủy Nguyên, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Tường, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cấp hội nông dân đã đạt được trong thời gian qua. Để hoạt động của Hội Nông dân thành phố đạt nhiều kết quả cao trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp hội nông dân cần quan tâm có những tăng trưởng trong phát triển sản xuất kinh doanh, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân sử dụng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân hiệu quả phối hợp với ngành liên quan nâng cao giá trị cho sản phẩm nông nghiệp địa phương tiếp tục quan tâm tuyên truyền cán bộ hội viên trong huyện sử dụng đất đúng mục đích tham gia công tác xây dựng nông thôn mới giải phóng mặt bằng an sinh xã hội quyết toán hoạch toán rõ ràng quỹ hỗ trợ nông dân tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua và các mô hình chuyển đổi chú trọng xây dựng các sản phẩm ô cốp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tăng cường kiểm tra giám sát, nghiên cứu hỗ trợ mô hình sản xuất nông nghiệp, vận động nông dân tích cực tham gia thi đua sản xuất kinh doanh giỏi nhằm góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu thi đua của hội. Tại hội nghị, Hội Nông dân các huyện, quận bỏ phiếu xếp loại bình xét thi đua và suy tôn Hội Nông dân Vĩnh Bảo đăng cai trường khối thi đua năm 2024. Nhân dịp này, Hội Nông dân khối huyện, quận đã tặng hoa chia tay đồng chí nguyễn thị thoa nguyên phó chủ tịch hội nông dân thành phố nghỉ hưu theo chế độ